cảm ơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhóm múa và sự xuất hiện trở lại của 30 thí sinh cuộc thi Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015. Và thưa quý vị, bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với phần trao giải cho các thí sinh. Và ngoài ba giải cao nhất đó là Á Khôi 1, Á Khôi 2 và Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015, chúng ta còn có 7 giải phụ được trao. Đó là giải Người đẹp tài năng, Người đẹp du lịch, Người đẹp áo dài, Người đẹp hình thể, Giải làn da đẹp, Giải gương mặt khả ái và Giải ứng xử. Và để các thí sinh có thể tỏa sáng trên sân khấu ngày hôm nay, chúng tôi không quên gửi lời cảm ơn tới Makeup Quỳnh Lợi và làm tóc Tuấn Hà Lan. Chúng ta sẽ cùng đến với giải thưởng phụ đầu tiên thưa quý vị, đó là giải Người đẹp tài năng. Thưa quý vị, xin được chúc mừng thí sinh Người đẹp tài năng của Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015. Thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam Em. Phạm Thị Mỹ Xuyên. Và giải thưởng thí sinh có hình thể đẹp nhất, xin được chúc mừng thí sinh Huỳnh Thị Lê Hằng. Xin trân trọng kính mời bà Hồ Minh Trang, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Asami Việt Nam sẽ lên sân khấu trao giải cho người đẹp tài năng. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Trang Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Tiệc cưới Win Group lên trao giải Người đẹp du lịch. Và xin được trân trọng kính mời ông Tạ Hồng Đệ, đại diện studio Diamond Love Wedding sẽ lên trao giải Người đẹp áo dài. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Kim Thương, đại diện áo tắm Xuân Thu sẽ lên trao giải cho Người đẹp hình thể. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Chống Lão Hóa và Diamond lên trao giải Người đẹp sở hữu làn da đẹp. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Thế Dục Nhật, Giám đốc Kinh doanh Toàn quốc Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế, đơn vị đồng tài trợ lên công bố và trao giải Người đẹp có gương mặt khả ái. Trân trọng kính mời ông Đoàn Minh Hà, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn New Toyo Coffee Việt Nam lên trao giải thí sinh ứng xử hay nhất. Vâng, trân trọng kính mời đại diện các đơn vị tài trợ, chúng ta sẽ cùng trao giải cho từng thí sinh. Một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng giải ứng xử Nguyễn Huỳnh Trúc Mai, Người đẹp du lịch Nguyễn Thị Thảo Quyên, gương mặt khả ái Nguyễn Thị Nina, Người đẹp tài năng Nguyễn Thị Lệ Nam Em, Người đẹp áo dài Nguyễn Thị Ngân Giang, giải làn da đẹp Phạm Thị Mỹ Xuyên và người đẹp có hình thể đẹp nhất Huỳnh Thị Lệ Hằng. Thành cảm ơn các vị đại diện, các nhà tài trợ đã trao giải cho những người đẹp đạt giải phụ của chúng ta. Một lần nữa xin được chúc mừng các thí sinh.
Vâng, xin được cảm ơn đại diện các đơn vị tài trợ. Thưa quý vị các bạn, và trong hành trình cuộc thi Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2015, cùng với sự công tâm của hội đồng giám khảo, sự tâm huyết của các huấn luyện viên đã giúp cho các thí sinh tỏa sáng không chỉ từ hình thể mà còn từ nội tâm và cũng như là sự trắc ẩn bên trong.